Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành phục hồi lại cái set đồ mà hôm qua khi khám phá mình đã làm hư rất là nhiều đi ha. Tại vì ăn hành nhiều quá, set đồ chịu không nổi luôn. Thứ gì chịu nổi. Với cả nó có dòng gai nên nó rất là mau hư ha. Mình sẽ cố gắng hồi phục cái áo này trong ngày hôm nay. Đồng thời thì mình cũng sẽ làm thêm một vài cái món đồ bằng netherite mới, chẳng hạn như là một cái quần mới đi. Nhưng mà netherite thì ở nhà mình có 3 vụn đúng không? Rồi trong chuyến khám phá mình có được thêm 3 vụn nữa, với cả 4 cái mảnh vỡ cổ đại mình sẽ nung nó ra. Gom lại thì chắc mình cũng cỡ 10 đó. 10 vụn thì làm được bao nhiêu phôi ta? 2 phôi à? Khá là ít ha. Nhưng mà cũng đành phải làm thôi chứ biết sao giờ. Đây, đặt nó vô. 2 phôi bằng netherite rồi ha. Mình có nên enchant thử không ta? Nếu mà enchant thì mình phải coi thử coi nó ra dòng gì trước. Rồi, như vậy thì set đồ mới của mình bao gồm ủng netherite, quần netherite, áo netherite chuẩn bị sửa nè, và nón thì chắc mình sẽ dùng nón nào vậy ta? Phần dần quá. Nên ghép hai cái nón này lại với nhau không nhờ? Chậm hỏng hô hấp, cái này chậm hỏng. Không, ghép lại lỗ. Enchant mới luôn. Đó, bảo vệ 4. Lại không có chậm hỏng. Kỳ thế. Thôi kệ đi, bảo vệ 4 là xịn nhất trong dòng bảo vệ rồi. Gán sau này có bảo vệ 4 nâng lên bảo vệ 5 sao ha. Và cái áo này mình sẽ sửa như thế nào? Và cách sửa của mình đó chính là tìm một quyển sách, một món đồ có dòng sửa chữa, sau đó thì tạo ra sách sửa chữa theo cách này. Mình mới được một vài bạn fan chỉ dẫn á, nên mình mới tìm ra cách để sửa cái áo này lại để dùng tiếp á. Và công việc của mình là ép vô cái áo thôi. Nhưng mà cái áo của mình thì nó không có cái dòng chậm hỏng nè. Mình phải tìm một món đồ có chậm hỏng nữa. Đây, chẳng hạn như cái quần nó có chậm hỏng đúng không? Mình sẽ cho nó chậm hỏng vô cái đe luôn đó, và sau đó ép vô thêm cái áo. Không biết có đủ level không, vừa đủ level luôn. Và cái áo của mình bây giờ sẽ có vừa sửa chữa nè và vừa có chậm hỏng luôn, rất là tốt ha. Xong. Như vậy set đồ mới của mình khá là nổi bật, với phần đầu là nón kim cương á. Hy vọng là trong tương lai mình sẽ có thêm nhiều cái món đồ chậm hỏng hơn. Ồ, mình có 3 level à, không có đủ để tách ra rồi. Chắc chuyến khám phá hôm nay á, thì mình sẽ gắng thu thập thật là nhiều món đồ có dòng chậm hỏng rồi sửa chữa các thứ mình mang về mình sửa đồ ha. Còn giáp cũ thì mình sẽ tạm thời treo lên đây đi. Và cái giáp mình tuy mang tiếng là sửa nhưng mà mình vẫn chưa có kinh nghiệm để cho nó hồi lại độ bền á, nên mình cần phải đi chiến đấu để kiếm thêm kinh nghiệm đó nha. Cái này cũng hơi căng đấy. Và táo vàng thì mình sẽ làm thật là nhiều luôn. Nhỡ bữa nay lại tiếp tục ăn hành thì còn có táo vàng để mà hồi phục lại nữa. 24 trái. Tha hồ mà gặm trong chuyến khám phá luôn ha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá cùng với bé rồng thôi nào. Ở chuyến khám phá gần nhất á, thì mình đã cùng bé rồng bay tới một cái ngôi đền to to này nè. Nhưng mà đồ thì chủ yếu là vàng không à. Khá là buồn luôn. Và cạnh cái ngôi đền to to này còn có một cái công trình hình như là của những tên cướp dân làng luôn á. Để mình đáp bé rồng xuống chỗ này đi. Đáp xuống. Rồi, đáp chi? Đáp đi em rồng. Bay đi đâu vậy? Kiếm chỗ nào đáp đi để một xíu mình nhớ rồi mình quay lại mình đón nào. Rồi không biết bé rồng định đáp ở đâu đây. Lựa chỗ đáp nữa, bó tay luôn. Kê. Đáp lẹ đi anh còn đi khám phá nào. Rồi đáp chưa? Đáp chưa? Rồi bé rồng đáp đằng kia đúng không? Rồi, biết rồi đó. Để xíu quay lại đón chứ không gì. Oh man, mới vô mà man. Mới vô chuyến khám phá mà cho mình một cái rương to đùng toàn là đồ xịn không à. Thôi đừng làm vậy, mình thích lắm. Tiếp tục, nhưng mà không có quái nó ra nó tiếp đón mình ta.
nữa nữa. Ồ, như vậy tính ra công trình nữa còn giàu công trình ngôi đền đằng kia luôn á. Vậy mà mình không khám phá sớm. Đúng là biết trước, biết trước thì mình đã giàu rồi. Nữa nè, quá nhiều luôn. Trời, chuyến này chắc mang trứng rồng về làm trứng rồng ốp la quá. Ba trứng rồng một lượt. Cái này là cái gì đây? À, cái này chắc là thư viện đó. Ồ, tiếp tục là kim cương nè. Công trình này có rất là nhiều kim cương luôn á. Thích ghê luôn. Bảo vệ 2, bảo vệ coi lửa. Mấy cái đồ này chắc mình sẽ cắt vô nè. Tại vì nó sẽ choáng rất là nhiều diện tích của mình luôn đó. Chắc trong tương lai thì mình sẽ nâng lên hẳn một cái ba lô kim cương quá. Ba lô vàng, thấy vậy thôi mà mình chứa cũng gần hết rồi cơ. Đi xuống dưới lại. Ồ, vậy là công trình này là công trình không khó quái à. Bảo vệ tiếp đồ kim cương không luôn. Big cup upgrade. Hình như cái này là nâng cấp cho ba lô á. Mình sẽ gắn vô thử ha. Nè, nó còn có một cái chỗ gì nữa nè. Mở lên. Wow, đây là công trình mà kim cương không luôn. Nói chi công trình này mà có netherite nữa thì bá cháy luôn ha. Cái big cup upgrade này coi. Block. Hello. Ồ, cái này là sao ta? Úi. Thôi thôi thôi, không biết được có dọc tầm 7. Tầm 7 tầm 3 là xong luôn á. Dục cái ba lô luôn á. À, quá trời đồ. Kim cương này nhưng mà. Ủa sao không có quái vật gì trơn vậy? Hơi điêu nha, nguyên cái chỗ này mà không có quái vật luôn hả? Ủa bình thường mà. Hay là mình nâng lên khó. Ờ mà có nên không ta? Nâng luôn, dân chơi làm gì sợ mọi người. Cho nó xuất hiện quái vật đánh nhau các thứ đi chứ mình. Mình vô đây không, mình lấy đồ thì ngại lắm. Mặc dù mình cũng thuộc dạng lấy đồ hơi nhiều xíu thôi, nhưng mà mình cũng biết ngại chứ bộ. Lấy đồ gì nhiều thích lắm. Rồi chuyến này đồ mang về mặt ha. Cái tuần lễ cũng chưa hết nữa nè, quá trời đồ kim cương luôn. Rương là tượng rương full không nha, không có rương nào mà ít đỏ đó. Còn rương full thôi. Thiệt luôn á, nãy giờ mình. Thôi chắc mình lụm vô đây thôi, mình cũng có lương tâm nghề nghiệp mà, mình không có lấy quá chỉ tiêu đâu. Đủ chỉ tiêu là mình té liền. Để không mang tiếng chất luôn á. Rồi đủ chỉ tiêu rồi nha. Đủ chỉ tiêu rồi. Rồi cảm ơn mấy anh trong đây nhiều nha, mặc dù không thấy anh nào hết. Cảm ơn trước đi. Mà không ngờ đâu, tự nhiên cái chốn này lại có một cái công trình đó. Nó giàu như vậy. Ở trong cánh rừng này còn vài cái chỗ giống như vậy nè. Mình không biết gọi nó là cái gì nữa, nhưng mà đại khái là nó là cái chỗ mà lần trước mình đi ngang mình thấy có những tên Bitlin đó. À, tập bậy, trời ơi, ám ảnh với tên Bitlin rồi. Những cái tên cướp dân làng. Đó, hậu quả của việc bị Bitlin quýnh quá nhiều là vậy đó. Bây giờ gặp cái gì cũng tương tượng ra Bitlin hết. Và bé rồng của mình hình như là hồi nãy đáp bên đây thì phải. Để mình qua đây mình đón bé rồng rồi đi tiếp ha. Chưa lấy đồ nãy giờ cũng nhiều rồi. Tính ra mình vô có mới chưa được 5 phút nữa. Mà có cái rương của mình nó đầy ắp là áo giáp kim cương, áo giáp sắt được cường hóa tùm lum tà la luôn. Đỡ biết bao nhiêu công sức của mình đi enchant rồi đó. Ủa bé rồng đâu rồi ta? Hồi nãy mình đáp đúng chỗ mà. Ủa mình thấy mấy rồng nãy đáp bên đây mà. À kìa. Thấy rồi. Mình phải trở lên đây nhìn một lượt lại mới thấy. Oh man, chết luôn rồi. Mắt mình có vấn đề rồi. Ừ và cái áo giáp của mình nãy giờ vẫn chưa được sửa nữa kìa. Tại vì không có quái vật nó xuất hiện á nên mình không có đánh được. Ê nó mới khổ chứ. Thôi chắc bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá ha. Và mình biết được thêm một công trình có nhiều đồ xịn nữa. Đó chính là cái căn cứ phía sau của mình kìa. Khi nào mà kiểu túng thiếu quá thì mình sẽ trở lại những công trình giống như vậy để kiếm thêm đồ ha. Còn giờ thì sẽ là thời gian để mình tìm thêm những cái vùng đất mới, cũng như là những cái công trình mới. Phía trước mình đang có một cái ngôi nhà gì nữa kìa. Wow, nhà gì đẹp vậy?
trong cánh rừng luôn. Em Rồng cho ăn miếng nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Rồi, và cái khiên sắt của mình dùng cũng được một thời gian á, để giờ mình sẽ tranh thủ mình làm một cái khiên mới luôn đi ha. Đây, khiên mới thì mình sẽ cần có nguyên vật liệu gồm kim cương 3 viên và một cái khiên gỗ bình thường. Sau đó mình sẽ nâng hẳn lên một cái khiên bằng kim cương, dùng cho nó khỏe hơn cũng như là lâu hơn á, nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Rồi, và ngôi nhà này, bác dân làng Gatekeeper. Xây nhà đẹp vậy, nhưng mà đồ không có gì hết á. Wow. Ủa, hình như người gác cổng thì phải có cổng đúng không? Đây nè, có cổng thiệt. Bác ơi, cho mượn cái cổng về cháu nghiên cứu xíu nha. Thôi, cho để mình trả lại. Thiệt tình luôn, mình có cái gì mình trang trí là giùm bác ấy không ta? À, không có, thôi khỏi trang trí cũng được. Mượn mình mượn thôi, tại chốc cái ái ngủ mình mà không có muốn đánh thức ấy. Tại giấc ngủ muốn có cũng khó lắm, nên thôi mình để bác ấy ngủ đi. Mình mượn rồi, khi nào bác ấy sáng thức dậy thấy nó không còn chắc bác ấy cũng hiểu là có người mượn á mà. Rồi, giờ thì đi về thôi á, mượn thành công rồi. Tính ra mình hên đó chứ. Ủa, cái gì đấy? Ở bên đây, ở đây còn có ngôi làng nữa. Trời đất ơi, ngôi làng bị cháy rồi. Thôi mình cũng đi thôi, để không thôi mình lại bị mang tiếng là mình đốt làng đó. Cái ngôi làng đó là nó tự cháy nha, chứ mình không có tác động gì vào đâu đó. Bên kia là ngôi làng nữa hay sao vậy? À, mình nhớ rồi, đây là cái nhà của bé dân làng tốt bụng mà lần trước mình có vô thăm hỏi một lần rồi nè. Mà thôi đi, mình vô lần nữa chắc không có ai đón mình đâu. Lần trước mình mượn đồ của bác ấy mình chưa có trả mấy cái đe. Giờ mình vô bác ấy mà đòi thì không có biết đường đâu mà lần ấy. Nên thôi, né né ra đi ha. Cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Đi tiếp. Hành trình tìm đường về nhà thôi nào. Bé Rồng đó mấy ngày đi khám phá rồi chưa có được về nhà đó. Còn phía bên kia là ngôi nhà gì vậy? Sao giống nhà của bà phù thủy vậy ta? Phù chuẩn luôn. Ủa, thường thường phù thủy sống ở ở đầm lầy mà ta, sao hôm nay phù thủy lại vô một cái cánh rừng sống vậy? Có rương không? Chết không. Hung dữ. Kìa, chỗ thuốc độc bé mèo coi. Ăn cá cưng ơi. Ủa, cái này là thịt heo mà, quên. Hết chuyện nuôi mèo xong chỗ thuốc độc chín vô em mèo luôn mà. Cho bà ngẫm tội luôn, bà nghe bà phù thủy. Lao nháo. Rồi, tưởng đâu bà có ít rương cho mình lấy nhưng mà không, bà không có gì hết. Phía bên kia là cái chỗ mà lần trước mình giải cứu cho những cái em bò ấy. Vậy là vùng này mình đã đi ngang rồi, chắc phải đi tiếp thôi. Đằng kia vẫn còn một cái chỗ của cái bác Gatekeeper kìa. Ô, chỗ này sao view đẹp vậy ta, nguyên một cái cánh đồng luôn, đồng cỏ vàng quá dữ, nguyên một cái đồng cỏ vàng kìa, đẹp ghê luôn. Để coi bác này giữ cổng gì đây nha, có giống cái cổng mình đang sở hữu không? Ồ, cái này không phải cái cổng. Hình như cái nhà trên đây mới có cái cổng nè. Đi, lên coi thử coi cái cổng trên đó nó có khác cái cổng của mình hay không nha. Giống như mình biết thì có tới hai cái cổng. Ừ, chính xác rồi đó. Cái cổng của mình mượn lần hồi nãy là cái cổng màu đen, còn cái cổng này là cái cổng màu xanh. Nó khác nha. Rồi, xong phim, mượn thành công rồi. Thấy mình thao tác nhanh gọn lẹ không? Mượn đồ chuyên nghiệp nó vậy đó. Rồi, xong phim. Tính ra chuyến khám phá ngày hôm nay là hơi bội thu rồi đó nha. Thứ nhất là có đồ mang về nè. Thứ hai là còn có những cái cánh cổng nữa. Quá dữ luôn. Đã vậy còn ngắm được nguyên một cái cánh đồng cỏ vàng bát ngát nè. Quá trời, quá xá đẹp rồi.
Ui giời ơi, mình mà gặp được cái vùng này sớm thì xây nhà gọi là bá cháy luôn. Tiếc thế nhờ. Đúng là biết trước thì mọi chuyện đã khác rồi. Đằng kia lại có thêm một cái chỗ của bác gatekeeper kìa. Những bác này có vẻ sống gần gần nhau không ha. Ôi, 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 ôi. Con này. Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì? Ngươi định vô gì? Ngươi định thấy bác ấy ngủ là vô sàm sỡ bác ấy hay gì? Tại vì thường thường bác đó ngủ là không có hay trời trăng mây gió gì đâu, mình vô nhà còn không biết mà. Cái cổng, cái cổng này là giống cái cổng mình vừa mượn hồi nãy ha. Nên mình sẽ không có lấy thêm đâu. Mượn mượn cái thôi. Rồi tiếp tục thôi nào. Cái vùng này là cái vùng Midao. Cái tên là Midao ha. Đất nó kiểu không có xanh tốt cho lắm. Với lại khá là ít cây, nó lâu lâu mới có một cây thôi. Thôi, té qua, cái vùng này thấy hơi ghê ghê á. Ủa sao sao mình đang thấy một cái loại chim gì cơ? Đẹp ấy. Wow. The power of the sun. Đó là con chim gì vậy ta? Mình còn chưa kịp thấy tên nữa. Đẹp lắm. Quá dữ luôn. Ba lướt ngang mình còn có một cái thành tựu cơ. Cái này là Sunbird, chim mặt trời. Đã nha. Trên đường trở về nhà còn gặp chim mặt trời. Ui. Con này là như là con một con rồng. Em rồng xuống 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 xuống. Ngồi xuống ngồi xuống. Rồng nè. Ui nó né được. Nó đeo né hả? Ôi nó phun độc. Trời, nó dám tấn công mình. Có em rồng kế bên mà nó dám tấn công mình. Chuẩn bị né 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 né. Nó tấn công cả. Ui mình lùn quá, mình không nhảy lên mình đánh nó được. Bắn thì nó né được. Đó đó, nó né được đòn đòn tấn công mũi tên của mình. À chết rồi. Này thì láo toét. Đó là con Naga ha. Trời ơi, nó đánh em rồng của mình. Không biết nó có rơi ra cái gì không nữa. Nó chỉ rơi ra kinh nghiệm thôi. Hai cái Naga Fang. Wow, nấu được thuốc nha. Thuốc kháng độc. Thuốc kháng độc chắc sau này mình sẽ chế ra, rồi sau đó mình sẽ trở lại địa ngục để quánh nhau với những cái tên Pitlin mà chọi thuốc độc á. Có cái để khắc chế nó rồi. Tính ra người mạnh thì cũng sẽ có cách khắc chế thôi Bích Liên ơi. Hãy đợi ta vào một ngày không xa. Và đã rất là lâu rồi em Rồng mới có dịp trở về nhà nè. Sau chuyến khám phá dai dẳng thì em Rồng cũng được về nhà nghỉ ngơi rồi. Cho em ấy ăn thịt để hồi hồi máu lại. Rồi ngồi đi. Mình sẽ vô nhà để làm một vài chuyện cái đó. Và công chuyện đầu tiên chắc là mình sẽ ép thêm cái dòng chậm hỏng vô cái nón của mình. Nhưng mà mình đâu có kinh nghiệm đâu ta. Ủa, mình không có kinh nghiệm. Chắc đợi khi nào có kinh nghiệm rồi ép sao ha. Và thích hơn thì mình còn có hai cái cánh cổng sau khi mượn từ nhà của những cái bác tên là Gatekeeper. Mình không biết là nên đặt nó ở đâu nữa nè. Cổng này khá là to đó, chắc mình đặt ở bên ngoài đi chứ đặt trên nhà thì nó kiểu nó hơi choáng diện tích đó. Hai cánh cổng nên mình sẽ đặt ở hai chỗ kế bên nhau luôn ha. Ở đây một cái. Đây nữa. Xây cho nó đàng hoàng tử tế xíu. Xây lên. Đó. Rồi, xong một cái ha. Giờ thì cái kế bên nè. Cũng giống như cái này luôn đi. Mình xây sát bên luôn. Đó. Giống như cách xây của nó thì khá là giống cổng địa ngục ha. Đấy. Rồi, vậy là mình đã xong hai cánh cổng rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải có một cái để kích hoạt cái cánh cổng này lên. Giống như là cổng địa ngục vậy đó. Cổng địa ngục thì có cái bật lửa. Thì chắc cái này nó cũng có cái tương tự thôi. Hồi nãy mình không có Ngọc Lục Bảo trong người á. Thế nên là mình phải gửi em Rồng bay tít về nhà nè. Chủ yếu là để mình lấy Ngọc Lục Bảo rồi. Thôi,
để mình còn đi mua một vài cái thứ cần thiết nữa. Ok, sách theo như đây chắc là đủ mua rồi. Giờ thì trở lại cái chỗ nhà bác Gatekeeper thôi. Gần chỗ mình cũng có một bác nữa. Để mình qua đó thử xem nào. Hello. Đây rồi, chào ngày mới bác nha. Và bác này bán cho mình một cái tên là Zeal Lighter. Cái này thì giá có 8 ngọc lục bảo thôi. Khá là rẻ luôn. Mình sẽ mua một cái nè. Đấy. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái quyển này thì mình quên đem sách để mua rồi. Kiểu như là cái quyển này, cái quyển sách hướng dẫn của cái bác này thôi hả? Ngoài ra thì bác này chẳng còn bán gì hết. Cái này mình đốt dưới được không? Cái này nó giống như cái bật lửa gì đó. Ui, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Sorry. Trời đất. Hết rồi, tự nhiên người ta bán cho mình cái hộp quẹt xong mình đốt người ta luôn chứ. Bó tay mình thiệt. Và với cái Zeal Lighter này thì mình sẽ bắt đầu kích hoạt hai cái cánh cổng này lên ha, để coi coi màu sắc nó có khác gì so với cổng địa ngục hay không. Đầu tiên là cánh cổng bên trái đi. Nó có màu xanh rất là huyền bí ha. Còn mà bên đây nó có cái màu hơi ngả màu hồng. Âm thanh để mình lắng nghe coi. Cái này thì nghe có vẻ ghê rợn nè. Cái này thì cũng ghê rợn luôn. Không biết là hai cánh cổng này dẫn tới thế giới gì và có rất nhiều mối nguy hiểm hay không nữa. Đồ đạc của mình như đây không biết là đủ khám phá hay không ta. Ui, chưa. Tạm thời chắc mình sẽ bỏ cái ba lô nhiều đồ ở nhà trước đi. Cái ba lô hiện tại mình đang đeo trong người nè, nó chứa rất là nhiều đồ luôn. Đó, quá là chật rồi. Mình nghĩ mình nên nâng cấp thêm một cái ba lô mới. Cái này là iron luôn đúng không? Iron thì hơi bé rồi. Mình sẽ nâng lên kim cương luôn, cho nó chiến. Đây, kim cương là cần 8 kim cương. Rồi, nâng lên từ từ nào. Ba lô vàng, ba lô kim cương. Và không biết là nó sẽ mở to tới mức nào đây. Mình đang rất là tò mò luôn. Diamond backpack. Wow, nó rộng mà nó dài nữa. Đã ghê. Đeo vô cái coi. Úi xời. Quá dữ. Rồi, chuẩn bị cho hành trình khám phá một vùng đất mới thôi. Hôm nay hy vọng là mình sẽ có thể khám phá thành công ở bên đây ha. Cũng như là biết thêm nhiều kiến thức hơn về vùng đất mới này. Và vùng đất mới này hình như là vùng đất... Ủa, cánh cổng này chứ. Cánh cổng này là cánh cổng Blue Sky nè. Và mình đang xuất hiện ở một cái chỗ có thể nói là khá là yên bình luôn. Hình như đây là những con cừu hay sao á. Cô cái sừng của nó kìa. Nó xoăn lại luôn. Đẹp vậy. Không chỉ có cừu. Ê, gấu ở đây kìa. Gấu trong đây tự nhiên đánh mình nữa. Kỳ vậy. Mình chưa có làm gì luôn. Hung dữ hả? Người ta đã không có muốn làm gì rồi. Mình có được một cái linh hồn nè. Ghê vậy ta. Giữ trước đi. Có một điều mình thấy kỳ kỳ á là bình thường giáp của mình là nó sẽ full cái ống giáp luôn đúng không? Nhưng mà khi qua đây thì áo giáp của mình đã bị giảm đi một nửa rồi. Như vậy thì sẽ rất là dễ để mình bị những cái con ở đây nó đánh gục ấy. Đây là những con gì nhìn giống con trâu vậy? Ôi. Con này là con gì? Con gì á? Con này nó có cái hai hàm răng, hai cái răng nanh dài lắm. Không biết cung là có giảm sức mạnh hay không? Ow. Hung dữ. Những cái vũ khí ở bên thế giới thường của mình qua đây nó không hiệu quả lắm ha. Chắc là nó bắt buộc mình phải sử dụng những cái vũ khí ở bên đây, áo giáp bên đây thì nó mới giữ được cái sức mạnh đó. Theo như mình nghĩ là vậy. Rồi, và bây giờ thì cùng nhau đi khám phá xung quanh coi. Hy vọng là mình sẽ sớm gặp được một cái công trình đầu tiên á.
xung quanh toàn là những con quái vật dữ không à. Chạy chạy nè, nó đang vồ mình, nó nhảy lên nó vồ mình mấy cái liên tục luôn. Đằng xa xa mình thấy hình như đó là một cái ngôi làng hay sao ấy. Cái cách xây rất là giống ngôi làng hơn là một cái công trình ha. Hy vọng đó là một cái ngôi làng để mình có thể đi vào và coi coi dân làng ở cái thế giới này nó có khác gì dân làng so với thế giới thường không ha. Mình nghĩ là dân làng bên đây thì nó sẽ có một vài cái nét đặc trưng riêng, tại vì những con vật là mình thấy nó đã có những cái sự đột biến lạ thường rồi. Không biết dân làng thì sao. Đây. Ồ. Ồ may quá. Mấy bé dân làng vẫn giống những bé dân làng ở thế giới mình. Bác này có bán gì không? Không, bác này không có bán gì hết. Bác này cũng không bán gì luôn. Có rương. Có gạch, có bột nhuộm. Sao dân làng ở đây thất nghiệp hết trơn vậy ta? Kỳ lạ thiệt. Có bác nào có cái gì không cho mình mượn mình mang về làm kỷ niệm đi. Đồ ăn. Không ổn rồi, dân làng này nghèo quá, không có gì giá trị cho mình mượn hết. Chắc phải đi tiếp thôi. Oh my god. Phía trước của mình đang là một cái công trình gì đây? Nó xây khá là đẹp ha. Cái kiểu kiến trúc này mình thấy có nó có cái nét nét gì đó giống như những cái thành phố kết thúc vậy á. Nó cũng chỉ chỉa ra bên ngoài giống như vậy. Ôi sao mấy con bò này nó, ôi mấy con trâu này nó kêu ghê vậy, giống như là nó muốn hút mình á. Rồi, cùng nhau vô trong này thử coi. Mình sẽ coi coi lối vào có nói là lối nào nha. Thôi mình nghĩ lối vào tuyệt vời nhất là lối này nè. Ở đây không đặt xuống nước được. No. Cho đập block không? Cho đập nhưng mà rất là lâu ha. Ui, không đập được luôn nha. Đập là nó sẽ hồi phục lại. Vậy là bắt buộc mình phải đi vào. Ê kìa, xây cái cổng gì sao người ta đi vô được. Con ma này nữa. Con ma băng. Ma băng. Ăn trộm cục đá. Cục đá người ta, cục đất người ta mới đào. Đi ăn trộm. Vô duyên chưa. Rồi. Mình sẽ trèo lên á. Có 6 cục. Hy vọng là mình đủ để trèo lên trên. Yeah, vừa đủ. Và đây, hồi nãy nó mới mở ra cái thanh tụ gì á. The Wizard Tower. Tức là đây là một tòa tháp của một phù thủy, một pháp sư. Có sách nè. Chắc là đây là sách để nghiên cứu phép thuật chứ đâu. Có rương không? Không có rương nha. Tầng này vẫn chưa có rương. Hy vọng là những tầng trên sẽ có rương cho mình. Vẫn chưa có rương nè. Nhưng mà có một cái hướng rẽ. Hình như đây là những cái tên thuộc hạ của tên pháp sư trong tòa tháp này. Qua đây thì vũ khí của mình nó quá là yếu luôn. Bình thường bắn mấy tên này có thể một hit chết. Ui, mạnh gì. Qua đây vũ khí mình yếu xìu luôn. Quýnh không ăn thua. Rồi. May quá. Vẫn đủ sức để đánh bại những cái tên kẻ biện hộ đó. Ủa, có cái áo giáp gì đẹp vậy. Mượn luôn. Áo giáp bên đây thì nó sẽ cho mình nhiều giáp hơn á. Ủa đúng không ta? 1, 2, 3, 4 2, 4, 5, 5. Ủa cho nhiều giáp hơn thiệt. Ok. Như vậy thì mình sẽ mặc áo giáp màu cái này là màu đỏ. Hy vọng. Úp, có bác dân làng bị bắt cóc trong đây nè. Ui cái này là kiểu này là bắt cóc đi hành hạ hoặc là làm thí nghiệm mấy bác dân làng rồi. Ây da, không thể nào chấp nhận được. Và mình còn có một cái gì đây? Một cái chìa khóa à. Nếu mà có chìa khóa thì như vậy sẽ có một cái gì đó, ổ khóa hoặc là một cái rương khóa chẳng hạn. Và cái này nó mở mình một cái thành tựu tên là One Down, Three to Go. Đó là một cái mệnh lệnh hay một cái gì đó, một khẩu hiệu gì đó.
chắc mình phải đi lên trên để mình tìm hiểu kỹ hơn mới được. Tầng này thì mình sẽ có một cái hướng đi ra nữa. Ồ không, vẫn chưa có hướng đi ra. Đi lên trên tiếp. Đây đây, tầng này thì mất bắt đầu có hướng đi ra nè. Mình sẽ thử ra bên đây. Wow, mê cung à, mê cung sách à. Một cái rương. Tiếp tục là một cái chìa khóa. Một cái quyển sách sức mạnh 2. Một ít sách bình thường. Không ok lắm. Chắc mình sẽ đi qua hướng còn lại bên kia. Bên kia nó vẫn còn đường đi cơ. Không biết là bên đó có gì ha. Và mình vẫn chưa gặp tên pháp sư trong đây nha. Ủa, đây hình như. Ủa đây, bọc thủy nè. Không gặp pháp sư nhưng mà gặp bọc thủy. Phù thủy á. Ồ, chết chỗ thuốc độc. Trời, thuốc độc. Tịch thu bình thuốc độc luôn. Ủa, cái này là thuốc may mắn hả? Hả? Được. Và cái thiệt luôn, bà phù thủy đúng ác luôn. Chơi chỗ thuốc độc người ta 30 giây. Chịu sao nổi. Không, tốt nhất là không nên thử đâu. Người ta nói lấy độc trị độc là trong một số trường hợp thôi, không áp dụng trong trường hợp của mình đâu nha. Thiệt tình luôn á, độc nhưng mà độc dữ không biết nữa. Ồ, nó có cái trái gì luôn nè. Braille berry. Nice. Bỏ túi luôn. Được đấy. Hướng này mình... Ồ, vậy là vẫn còn một hướng bên đây mình chưa khám phá nè. Bên đây là cái giường ngủ. Có mèo nữa. Ê. Ui, con mèo nó đang... Đang làm gì vậy? Hình như nó... Bé mèo này bị bà phù thủy yểm bùa rồi. Yểm bùa cà giật á. Bùa này hơi khó giải nha. Không giải được cho bé rồi. Chết không, tội nghiệp bé mèo bị... Ồ, có một chìa khóa nữa nè, ba chìa khóa luôn. Và được hai cái Pyrup Gemstone ha. Không biết làm sao để giải cái bùa cà giật này ta. Nhìn tội nghiệp đi. Cứ giật, mình nhìn mình cũng thấy mệt ấy. Hổ thân mèo. Rồi, đi lên trên cao một xíu coi. Mình phải tìm ra cái tên phù thủy trong tòa tháp này. Hay là tên hồi nãy ta? Ê. Hình như chìa khóa mình tìm được trong công trình này là để mở cái này hay sao á. Unit for Dungeon Key. Mình cần 4 cái chìa khóa thì mới có thể mở được. Như vậy là nó còn giấu một cái chìa khóa ẩn ở đâu đây nè. A few moments later. Qua bên bển đi đúng lâu luôn mà không có tìm thêm được bất kỳ một cái tòa tháp pháp sư nào hết á. Vậy là mình phải có một chuyến khám phá riêng để tìm thêm một cái chìa khóa nữa, cay thế nhờ. Ai đặt chìa khóa vô đó thì đặt đại 4 cái để người ta tìm, người ta đi khám phá luôn. Đằng này đặt có 3 cái rồi bắt người ta tìm thêm cái cuối cùng. Trời ác thiệt sự luôn. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay, nói chung thì mình khá là bội tù ha. Nhìn vào cái đống đồ này đi. Cái này gọi là nó gom toàn bộ những cái thứ gì may mắn hết nhất, xịn nhất từ đầu tới giờ mình chôn hết vô cái ba lô này rồi. Ngoài ra thì mình còn có bước qua một cái thế giới mới ha. Cái thế giới đó hình như là Every Bright thì phải, hay là Blue Sky gì đó, mình không rành lắm. Nhưng mà đại khái đó là một cái vùng đất mà mình cần phải khám phá nhiều hơn để biết thêm thông tin ha. Nó quá là mới đối với mình luôn. Mong rằng mình sẽ có nhiều may mắn hơn trong chuyến khám phá sắp tới và tìm được cái chìa khóa cuối cùng ha. Không biết mở ra nó sẽ cho mình cái gì nữa. Rất là tò mò luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.